Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết từ tối ngày 2 tháng 1 đến sáng ngày 3 tháng 1, Nhật Bản hứng chịu thêm 200 trận động đất, nâng tổng số trận động đất nước này ghi nhận từ những rung chấn đầu tiên hôm 1 tháng 1 lên con số 400. Cơ quan này cũng cảnh báo hoạt động địa chấn mạnh có thể tiếp tục xảy ra, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác. Ít nhất 64 người đã thiệt mạng, hơn 300 người bị thương, trong đó có 20 người bị thương nặng trong trận động đất 7,6 độ vào ngày 1 tháng 1 ở tỉnh Ishikawa. Bán đảo Noto chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hàng trăm tòa nhà bị hỏa hoạn tàn phá và nhà cửa bị san phẳng. Số người chết được cho là sẽ tăng cao trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang phải vật lộn với dư chấn để tìm kiếm dưới những đống đổ nát. Thời tiết xấu cũng cản trở các nỗ lực cứu hộ tại đây. Cơ quan khí tượng Nhật Bản hôm nay cho biết mưa lớn sẽ diễn ra đến hết ngày 4 tháng 1 tại Ishikawa. Do vậy, khu vực này có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Vì sao Nga dồn dập không kích Ukraine? Nga đang tìm cách làm tiêu hao nguồn lực phòng không của Ukraine trong bối cảnh nguồn viện trợ cho Kiev chậm lại và phương Tây bắt đầu bàn phương án tìm lối thoát cho cuộc chiến Ukraine qua đàm phán. Gần một tuần trở lại đây, Nga liên tục tập kích quy mô lớn vào Ukraine. Đây đều là những cuộc không kích quy mô lớn nhất của Moscow kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Người Ukraine đón năm mới 2024 khi hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái của Nga dội xuống. Đợt tập kích này bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 năm 2023 và đã khiến hàng chục người Ukraine không qua khỏi. Đó là những chỉ báo nghiệt ngã cho Ukraine trong năm 2024 khi Moscow phát tín hiệu đủ nguồn lực cho một cuộc chiến khốc liệt và kéo dài tại Ukraine. Giới phân tích cho rằng mục tiêu cuối cùng của chiến dịch tập kích này dường như là khiến Ukraine kiệt quệ nguồn lực phòng không như tên lửa NASAMS, Patriot được phương Tây viện trợ. Đáng chú ý, Moscow triển khai chiến thuật này vào thời điểm Mỹ và Liên minh châu Âu bắt đầu cắt giảm viện trợ quân sự cho Kiev, dẫn tới một kịch bản là Ukraine có thể sẽ không còn lá chắn nào trong thời gian tới. Những cuộc tập kích quy mô lớn vài ngày qua cho thấy điều Ukraine lo ngại nhiều tháng qua đã trở thành hiện thực. Nga tích trữ tên lửa để tung đòn tấn công mạnh vào mùa đông. Theo giới quan sát, Nga đã đẩy mạnh hoạt động công nghiệp quốc phòng, tăng nguồn dự trữ nhiều tháng qua để tung ra các đòn tấn công quy mô lớn vào Ukraine ở thời điểm nguồn viện trợ từ phương Tây cho Kiev chậm lại. Đơn giản, Nga đã chuyển sang một nền kinh tế thời chiến, Justin Prong, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh bình luận. Giới tình báo phương Tây từng dự đoán quân đội Nga sẽ sớm kiệt quệ và buộc phải dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, thực tế, Moscow đã xoay sở, huy động nguồn lực công nghiệp quốc phòng, sản xuất với quy mô lớn hơn nhiều so với trước khi xung đột. Theo ông Prong, Nga đã tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng, khôi phục một số năng lực tác chiến. Hiện giờ mỗi tháng Nga sản xuất khoảng 100 tên lửa tầm xa để sử dụng tại Ukraine, tăng từ 40 tên lửa trước đó. Moscow đã tăng cường sản xuất đạn pháo, đồng thời tìm thêm nguồn cung từ một số quốc gia khác. Theo một số nhà phân tích, đạn pháo có ý nghĩa quan trọng đối với Nga, thậm chí được coi như vua chiến trường. Ngay cả khi Moscow tập trung vào khí tài hiện đại, công nghệ cao, Nga có lợi thế pháo binh 3-1 ở tiền tuyến, nếu không muốn nói là nhiều hơn nữa. Chuyên gia tại Trung tâm Hòa bình Quốc tế Carnegie Mỹ nhận định, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagoroniuk cũng cho rằng Ukraine đang ở thế bất lợi ở hầu hết chiến tuyến. Mặc dù vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn tin tưởng vào cuộc chiến của Kiev. Ông cho biết, Ukraine đã phá vỡ vòng phong tỏa của Nga tại Biển Đen trong năm 2023. Theo Bộ Quốc phòng Anh, trong quá trình đó, Ukraine đã phá hủy 20% hạm đội Biển Đen của Moscow. Ông Zelensky cho biết, trọng tâm của Ukraine trong năm 2024 là tiếp tục các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, cô lập lực lượng Nga tại đây và ở miền nam Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Kopman, trước mắt Ukraine nên tập trung vào củng cố phòng thủ trong mùa đông và sau đó có thể tính tới huy động thêm quân. Giới quan sát cũng chỉ ra, khi Nga tiếp tục tấn công Ukraine quy mô lớn, triển vọng hòa đàm gần như bằng không, bất chấp việc Moscow nhiều lần tuyên bố để ngỏ ngừng bắn. Nga có cách để UAV cảm tử xuyên thủng phòng không Ukraine. Trong 5 ngày liên tiếp, Nga mở chiến dịch tập kích quy mô lớn. Giới quan sát nhận thấy trong một số đêm, tỷ lệ Ukraine đánh chặn thành công UAV cảm tử của Nga đã giảm mạnh. Theo Newsweek, các cuộc không kích gần đây của Nga và các thành phố của Ukraine đã gây ra xu hướng mới đáng lo ngại cho Kiev. Ngày càng nhiều máy bay không người lái cảm tử của Moscow dường như đang xâm nhập hoặc tránh né thành công hệ thống phòng không của Ukraine. Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine trong tuần qua, bắt đầu từ đêm 29 tháng 12 và tiếp tục kéo dài đến đầu ngày 2 tháng 1. Trong 5 ngày, Nga đã phóng vào Ukraine tổng cộng 500 tên lửa UAV các loại. Ukraine tuyên bố phòng không nước này đã hạ được nhiều vũ khí của Nga, nhưng Moscow cũng đang điều chỉnh các cuộc tấn công của mình.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cuối tuần qua cho biết tỷ lệ máy bay không người lái Shahed xuyên thủng hoặc tránh hệ thống phòng không của Ukraine đã tăng lên trong những ngày qua. Nga vào ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2023 đã bắn hạ 49 máy bay không người lái Shahed vào các mục tiêu của Ukraine và Kiev tuyên bố đã bắn rơi 21 chiếc. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2023, Ukraine bắn rơi 27 trên 36 UAV Shahed của Nga. Trong đêm 30 tháng 12 năm 2023, Nga phóng ra 10 UAV cảm tử và Ukraine đánh chặn được 5 chiếc. Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý rằng tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với những con số mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã quan sát trước đây. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat cho biết, Nga đã thay đổi chiến thuật tập kích máy bay không người lái khi tập trung tấn công vào khu vực gần tiền tuyến thay vì để UAV bay sâu vào lãnh thổ Ukraine. Ông Inat thừa nhận việc đánh chặn UAV ở những khu vực này tương đối khó khăn với Ukraine, dẫn tới tỷ lệ bắn hạ ở mức thấp. Giới quan sát cũng nhận định rằng Nga cũng có cải tiến UAV để khiến chúng khó bị đánh chặn hơn. Các nguồn tin từ Nga cho hay phiên bản mới của Shahed được sơn màu tối và được trang bị động cơ phản lực, khiến nó dễ vượt mặt hệ thống phòng không đối phương hơn. Nga cũng sử dụng vật liệu có thể hấp thu sóng vô tuyến nhằm khiến radar Ukraine khó có thể truy vết. Cuộc tấn công của Nga nhằm mục đích đánh sập cơ sở hạ tầng thiết yếu, mục tiêu quân sự của Ukraine, làm xói mòn ý chí chiến đấu của Kiev trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 22 tháng giữa hai nước. Oleksandr Meresko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine, nói với Newsweek rằng người dân nước này tỏ ra mệt mỏi vì các vụ tấn công liên tiếp, nhưng tuyên bố điều này sẽ khiến Ukraine quyết tâm thắng Nga. Trong một cuộc chiến tiêu hao, vấn đề cốt yếu sẽ là ai sẽ chịu đựng lâu hơn ai. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu trong nhiều năm nếu cần, ông tuyên bố. Quân đội Mỹ đã rút ra những bài học sai lầm về UAV trên chiến trường Ukraine. Lầu Năm Góc đang đánh giá quá cao năng lực mang tính quyết định của các hệ thống không người lái trong những cuộc xung đột ở tương lai. Sự thích ứng trên chiến trường cùng sự xuất hiện của các hệ thống và chiến thuật chống UAV hiệu quả đang làm giảm khả năng sát thương của UAV. Bộ Quốc phòng Mỹ đang đặt cược lớn trong cuộc đối đầu tiềm tàng với việc sử dụng hàng nghìn hệ thống không người lái nhằm bù đắp cho lợi thế về số lượng của các đối thủ có lợi thế hơn về con người, tên lửa và tàu chiến như Trung Quốc. Lấy cảm hứng từ việc sử dụng rộng rãi các hệ thống như vậy ở chiến trường Ukraine, Lầu Năm Góc đặt mục tiêu triển khai các năng lực không người lái cỡ nhỏ và rẻ tiền trong vòng 18 đến 24 tháng tới như một phần của sáng kiến mới có tên gọi là Replicator, nhằm trang bị các hệ thống tự hành với số lượng lên tới hàng nghìn phương tiện trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, chương trình Replicator có thể thất bại vì một lý do khác. Lầu Năm Góc đang đánh giá quá cao năng lực mang tính quyết định của các hệ thống không người lái trong những cuộc xung đột ở tương lai. Cuộc chiến Ukraine là nơi thử nghiệm các khái niệm tác chiến và công nghệ chiến trường mới, trong đó máy bay không người lái UAV đứng đầu. UAV chỉ thị tọa độ cho hỏa lực pháo binh, cung cấp khả năng giám sát liên tục trên không và tấn công các phương tiện bọc thép. Quân đội Ukraine đang dành đáng kể nhân lực và nguồn lực để tối đa hóa hiệu quả chiến đấu của UAV. Kiev có kế hoạch chi 1 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp khả năng của UAV và đã đào tạo 10.000 người điều khiển UAV mới. Tuy nhiên, những đoạn video quay cảnh UAV lao vào chiến hào với mục đích phá hủy công sự và tấn công xe tăng trên những cánh đồng trống không nói lên toàn bộ câu chuyện. Thay vào đó, cuộc chiến ở Ukraine cho thấy việc theo đuổi những thay đổi về mặt công nghệ chỉ tạo ra những lợi thế nhất thời trước khi chúng bị vô hiệu hóa bởi sự thích ứng trên chiến trường. Kể từ khi bắt đầu xung đột, Nga đã dựa chủ yếu vào tác chiến điện tử để gây nhiễu, nghi binh hoặc vô hiệu hóa UAV của Ukraine. Việc Nga sử dụng tác chiến điện tử không phải là mới, vì đã là một phần cốt lõi trong học thuyết tác chiến của họ. Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Anh RUSI cho rằng các lực lượng Nga đã triển khai những hệ thống tác chiến điện tử chính cách nhau 10 km trên toàn chiến tuyến. Các thiết bị gây nhiễu có định hướng nhỏ hơn được sử dụng ở cấp trung đội, trong khi các hệ thống tác chiến điện tử phức tạp hơn được sử dụng để phòng thủ khu vực rộng lớn hơn. Theo RUSI, lực lượng Ukraine đã mất khoảng 10.000 UAV mỗi tháng do tác chiến điện tử của Nga. Việc thích ứng trên chiến trường cũng làm giảm khả năng sát thương của các UAV. Các biện pháp ngụy trang thô sơ như là che phủ bạt hoặc là dùng tán cây được cả hai bên sử dụng để giúp các phương tiện và hệ thống pháo binh hạn chế bị giám sát từ trên cao. Các đường hầm, hào đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại UAV. Các lực lượng Nga được cho là sử dụng chúng để di chuyển giữa các chiến hào của họ nhằm tránh bị phát hiện từ trên cao.
để ngăn chặn cuộc tấn công của phía Ukraine, lực lượng Ukraine thậm chí còn triển khai pháo, xe tăng và hệ thống radar giả làm từ nhựa, làm mùa nhử để đánh lừa những UAV giám sát của Nga. Và để giảm thiểu hơn nữa nguy cơ bị UAV của Nga phát hiện, lực lượng Ukraine đã tiến hành các hoạt động tấn công vào ban đêm khi UAV khó phát hiện sự cơ động của bộ binh hơn. Những đổi mới đặc biệt để ứng phó với UAV cũng phổ biến trên chiến trường. Xe tăng Nga thường trang bị lưới chắn kim loại để tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của UAV từ trên cao. Trong khi những sự thích ứng này ban đầu bị chế giễu là những chiếc lồng ứng phó, thì các quân đội khác trên thế giới đã áp dụng. Israel trang bị những chiếc lưới kim loại cho xe tăng Merkava trước khi tiến hành chiến dịch trên bộ ở dải Gaza. Cùng với sự phổ biến của các hệ thống và chiến thuật chống UAV hiệu quả, việc phụ thuộc quá nhiều vào UAV có thể tạo ra những vấn đề mới cho các lực lượng trên chiến trường. Để chương trình Replicator hoạt động, Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch cho các đơn vị cấp thấp để có thể kết hợp UAV và các hệ thống không người lái khác vào kế hoạch hoạt động của họ. Tuy nhiên, có nguy cơ là việc tăng cường phụ thuộc về mặt chiến thuật vào UAV có thể cản trở các hoạt động di chuyển của bộ binh. Lực lượng bộ binh, mục đích chính là áp sát và tiêu diệt địch, phải hành động nhanh chóng để giành thế chủ động. Ngược lại, người điều khiển máy bay không người lái phải quét chiến trường để phát hiện các mối đe dọa và mục tiêu tiềm ẩn. Và như những người điều khiển UAV của Ukraine xác nhận, tín hiệu điện tử trong quá trình sử dụng UAV có nguy cơ làm bộc lộ vị trí của họ, ảnh hưởng đến lợi thế chiến thuật trong việc ngụy trang và gây bất ngờ của lực lượng bộ binh mà họ đang hỗ trợ. Với sự phụ thuộc của cả hai bên vào các hệ thống không người lái, những nỗ lực của Nga và Ukraine nhằm đối phó với UAV của đối phương đang được Trung Quốc theo dõi. Trung Quốc cũng đang tiến nhanh trên mặt trận chống UAV. Các hệ thống phòng thủ laser gắn trên xe được truyền thông Trung Quốc gọi là sát thủ UAV là phương tiện thường xuất hiện tại các triển lãm thương mại quốc phòng của Trung Quốc. Tuy nhiên, lực lượng lục quân của Trung Quốc cũng đang tích hợp những khả năng này vào các đơn vị phòng không chiến thuật của mình. Theo báo cáo năm 2023 của Bộ Quốc phòng Mỹ về quân đội Trung Quốc, các đơn vị phòng không hiện đang được trang bị nhiều biện pháp đối phó với UAV, bao gồm súng phòng không gắn trên xe, hệ thống tác chiến điện tử cỡ nhỏ và hệ thống phòng không di động. Tóm lại, UAV và các hệ thống không người lái khác sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại và Lầu Năm Góc muốn đầu tư nhiều hơn vào các hệ thống không người lái giá rẻ. Tuy nhiên, như cuộc xung đột Nga-Ukraine cho thấy, việc thích ứng trên chiến trường trong chiến tranh quan trọng hơn lợi thế công nghệ mà mỗi bên có được ban đầu. Thưa quý vị và các bạn, trung tâm của mối nguy hiểm là Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công các tàu hàng có liên hệ với Israel. Mỹ đã có động thái để bảo vệ việc vận chuyển trong khu vực này, tập hợp một liên minh hải quân đa quốc gia để duy trì nguyên tắc cơ bản của tự do hàng hải. Mới đây, trợ lý của phong trào Houthi ở Yemen ngày 2 tháng 1 cho biết Mỹ sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt và trả đũa sau khi đánh chìm 3 tàu của Houthi và giết chết 10 thành viên của họ ở Biển Đỏ. Những hành động liều lĩnh của Mỹ thay mặt Israel đang làm ảnh hưởng đến vận tải quốc tế và sẽ bị trả thù. Tình hình đã đến mức Mỹ phải xúc tiến việc quân sự hóa Biển Đỏ, và những hành động liều lĩnh của Mỹ đã ảnh hưởng đến hàng hải quốc tế, phục vụ lợi ích của kẻ thù Israel. Mỹ là nguồn gốc gây ra vấn đề và gây rối loạn, làm xáo trộn an ninh trên đất liền và trên biển. Họ đã phạm sai lầm lớn khi nhắm vào lực lượng hải quân vũ trang của chúng tôi, những người đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ ở Biển Đỏ vì mục đích an ninh hàng hải. Sự an toàn của việc vận chuyển ở Biển Đỏ đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế thế giới, bởi đây là tuyến thương mại lớn kết nối châu Á với châu Âu và Mỹ. 30% việc đi lại của các tàu container toàn cầu đi qua khu vực này và bất kỳ mối đe dọa nào đáng kể tới sự an toàn này đều có thể gây ra những hậu quả dây chuyền với giá dầu và các mặt hàng sẵn có ở phương Tây được sản xuất ở châu Á. Bản thân Israel cũng phụ thuộc lớn vào hoạt động giao thương ở Biển Đỏ với đa số hàng nhập khẩu và xuất khẩu bằng đường biển. Trước đó, máy bay trực thăng của Mỹ đã đẩy lùi cuộc tấn công của phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn vào một tàu container của hãng vận tải Max ở Biển Đỏ, đánh chìm 3 trong số 4 chiếc thuyền và khiến 10 phiến quân Houthi thiệt mạng vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trận hải chiến xảy ra khi những kẻ tấn công tìm cách lên một tàu treo cờ Singapore của hãng Max.
lực lượng Houthi ở Yemen đã nhắm mục tiêu vào các tàu ở Biển Đỏ kể từ tháng 11 để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Hamas, khiến các công ty vận tải lớn phải đi tuyến đường dài hơn và tốn kém hơn thay vì qua kênh đảo Suez. Cho đến nay, cuộc xung đột ở Gaza sau cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của lực lượng Hamas vẫn chưa dẫn đến một kịch bản ác mộng. Cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông có thể kéo Mỹ và Iran tham chiến. Tuy nhiên, sau các sự kiện trong một vài ngày qua, nguy cơ dường như ngày càng lớn hơn. Có ít nhất 17 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền mà lực lượng Houthi tin là có liên hệ với Israel hoặc đồng minh, song hầu hết các cuộc tấn công này đều không thành công. Cho đến nay, Mỹ vẫn tránh đối đầu trực tiếp với Houthi. Ngày 31 tháng 12 năm 2023, trực thăng của Hải quân Mỹ đã tấn công một nhóm tàu nhỏ sau khi các tàu này tìm cách tấn công một tàu thương mại ở Biển Đỏ. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ở Trung Đông, tàu container Maersk Khang Trào đã phát tín hiệu cầu cứu hai lần trong vòng 24 tiếng đồng hồ do bị bốn tàu nhỏ của lực lượng Houthi tấn công. Trong khi Washington tuyên bố các trực thăng của nước này chỉ tấn công để tự vệ, thì cái chết của 10 chiến binh Houthi đã đánh dấu một giai đoạn mới trong xung đột. Sự an toàn của việc vận chuyển ở Biển Đỏ đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế thế giới, bởi đây là tuyến thương mại lớn kết nối châu Á với châu Âu và Mỹ. 30% việc đi lại của các tàu container toàn cầu đi qua khu vực này và bất kỳ mối đe dọa đáng kể nào tới sự an toàn này đều có thể gây ra những hậu quả dây chuyền với giá dầu và các mặt hàng sẵn có ở phương Tây được sản xuất ở châu Á. Bản thân Israel cũng phụ thuộc lớn vào hoạt động giao thương ở Biển Đỏ, với đa số hàng nhập khẩu và xuất khẩu bằng đường biển. Các nhà quan sát nhận định rằng, Trung Đông đang đứng trên bờ vực của một cuộc xung đột khu vực kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 và tuần qua cho thấy vách đã ngăn khu vực này rơi vào vực thảm chiến tranh có thể nhanh chóng sụp đổ như thế nào. Nếu mối đe dọa ở Biển Đỏ tiếp tục, các công ty vận chuyển sẽ tiếp tục tránh đi qua khu vực này. Giá dầu toàn cầu hiện chưa chịu tác động đáng kể bởi cuộc khủng hoảng và đã giảm vào tuần trước do niềm tin rằng tuyến đường này sẽ mở lại. Tuy nhiên, bất kỳ mối đe dọa nào tăng trở lại mà không có lối thoát rõ ràng sẽ nhanh chóng thay đổi điều đó.